Hello, everybody, welcome to Heo với cà tê. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với cà tê. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto theo yêu cầu ha. Còn Ngoại chí H5 nha các bạn. Ngoại chí anh hùng cũng là nó luôn. Đó. Phiên bản quy cực nhiều. Đầu vô là lên thẳng level 142. 100 triệu kim nguyên bảo. Đó. Vừa vô là phê liền. Đây, nhận quà, nhận bọc nè hả. VIP thì chúng ta đang có VIP 10. Lượm luôn. Kim nguyên bảo lên một đống luôn. Đó. Ok. Vậy. Rồi. Ok. Để cho nó tự auto nó đánh đi ha. Ta về làng coi phúc lợi nhận được gì thêm nè ha. Đó, đăng nhập nhận quà nữa nè. Ok. Rồi đó, lập chiến hả? Không, quà level thì ramen rồi cái gì đây? Đánh boss đánh biết hả? Giờ chúng ta chưa có tướng có bọng gì mà. Rồi kích cái bọn tướng này lên, thích con nào thì lụm con đó. Danzo, Hanzo gì tùy muốn lựa con nào thì lựa. Lấy con này đây. Ok. Rồi còn đây thì còn một con này nữa. Lấy con này đây. Rồi lấy gì cho có lệ thôi chứ cũng có đem nó ra chiến đấu đâu. Rồi. Ở bên này Akatsuki còn không ta? Ở đây đánh nổi không? Dạ, không nổi rồi, tù rồi. Rồi. Thôi, đến với thông tin server để đi nhận code nào. Đây, Ngoại chí anh hùng H5 Open S14 Ngoại chí nguyên hội phiên bản mới. Fit code tân thủ like share comment ha. Rồi, fit code tặng 200 chí tôn vòng quay, 200 thần thụ vòng quay, 20 ức vàng, VIP 10, Nego Mata Hắc Kim, bản chiến Yahiko Conan, Miyukage đệ nhị, Hokage Namikaze và một số vật phẩm hấp dẫn. Lưu ý thực hiện đầy đủ like, share, comment, xúc tiến 5 nhóm nhận vé đầu tư 200 ngàn. Hướng dẫn cách chơi, đi phó bản để nhận được quà vô cùng ngon, săn boss để nhận quà khủng ha. Đi hết hoạt động nhận nguyên liệu thần trang, trang bị lên cấp cao, kiếm pet ở vòng quay chí tôn shop và còn nhiều hoạt động hấp dẫn các bạn trong thời gian chơi game. Cày VIP cho nông dân nè ha. Chơi trực tiếp trên ngoại trí chấm chơi h5 chấm net ha. Đấy. Phiên bản cày cốt cho nông dân, hoạt động nhiều hấp dẫn, đồ họa siêu đẹp cute. Đó. Rồi giờ lấy code ra đâu, code gì nhắn tin nhạc viên thì lấy thôi. Bấm vô đó, một đống code. Bây giờ code nhầm đâu, không phải để trên bên vậy được. Bây giờ quên tắt cái phần này đi, cái phần mà nó tự động đánh nè, đậu xanh đó đánh hơi yếu, đánh hơi lâu. Yên tâm. Đâu rồi, tắt nó đi. Vô trong làng nghe cái phần phúc lợi kéo qua biết tốt, chúng ta nhập hẳn ở trong này nha các bạn. Rồi cấm luôn. Lụm hết ha. Đâu rồi, tót xe gì nè. Đó. Rồi tót xe event gì nè. Khá nhiều event. Rồi lại event nữa nè. Rồi tót dành cho like, dành cho xe, xe bao mã gì tùm lum hết.
ok ok rồi cót nè, tỷ vàng rồi, hết rồi đó. Rồi vô nhận quà thôi. Nào đây, 2.200 vé chí tôn, rồi vé quay nhân phẩm lụp nè ha, rồi đệ tứ nè, rồi Hokage đệ nhị nè, rồi Yakuhime bạn đồng chiến nè, rất nhiều rất nhiều đó. Thời trang skin, rồi Susanu, rồi Beth, rồi bạc, rất nhiều đó. Rồi mở thôi, ảo thuật kích hoạt đệ nhị nè, rồi Hokage thì kích hoạt đệ tứ nè, rồi Yako, Akatsuki thì chút đi mua lục đạo bạn cuộc chiến. Nằm đâu rồi, đây 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 đó, kích hoạt. Ủa phải không, hồi nãy mình có bạn cuộc chiến này đúng không? Đây đây đây, hai con này đó. Ok, tướng thì hiện tại chưa có. Nào đi vô làng quay thôi, quay phòng quay phú ông nè. Đây rồi, bây giờ quay nè đó, một phát một. Ok hết rồi hả, nhanh dữ vậy, đậu xanh đó. Rồi cuối cùng là vòng quay kho báu chí tôn. Cái này quay hơi lâu các bạn, cái này lần quay được có 10 à. Nãy chúng ta một phát một là quay 10 của 10 là 20, là 100 đó các bạn. Đó giờ hên xui thì nó ra con tướng thì lụm thôi, còn không thì nó ra mấy thứ khác, mà chắc theo thấy mấy thứ khác thì nhiều à. Rồi rồi rồi, ok luôn, ra mấy thứ khác rồi. Thôi kệ đi kệ đi. Hết chưa? Hết rồi, ok. Quay về coi cái túi đồ của nó. Đây đồng nè. Có được thêm con tướng nào không? Rồi không ha, su ha. Trời ơi, mở không ra con tướng nào hết. Nậu lòng thiệt chứ. Ok, dù sao mình còn trang phục nè. Rồi danh hiệu. Rồi danh hiệu tiếp nữa hả? Ồ, danh hiệu nhiều thế. Ninja học viện. Rồi triệu hồi. Rồi ảo thuật hả? Rồi kỹ năng vĩ hú. Đây vĩ hú Susanu luôn. Đó, rất nhiều thơm ngon bổ dưỡng ha. Lụm hết. Lụm. Đó, rất nhiều luôn. Hokage gì tùm lum hết nè. Đó, đá, rồi đá nâng cấp trang bị. Hiện tại thì gì? Vé boss 300.000. Thông qua hoạt động dùng cho boss thí luyện 2 hả? Wow, hôm vậy. Nhưng mà vẫn chưa biết xài cái đó các bạn ơi. Kích hoạt tại tiên khí ninja hả? Dạ. Có tướng nè, có tướng nè. Choi-Zi và hẻ của ông này hả? Nó nằm ở trong này không ta? Choi-Zi nè, không phải. Cái hẻ này là muốn đổi một con nào thì đổi. Ủa vậy cái hẻ Choi-Zi này nó nằm ở đâu? Ông này nằm trong này luôn hả? Đồng xanh nữa. Rồi rồi, giờ vòng quay đặc sắc. Đây là đầu tư. Này cũng phải đầu tư. Cái này thì không biết quay. Akatsuki cũng phải quay bằng cái này luôn hả? Này vòng quay bằng kim nguyên bảo nè. Đó, hít thì quay, hên thì mở ra được lục đạo chân nhân. Mà cái tần sức mà để lập được lục đạo tiên nhân thì hơi bị khó. Đấy, quay bằng một lần quay là 10 triệu. Đó, anh em thấy nên đầu tư bao nhiêu thì đầu tư. Có thể mình đầu tư vào đây 500 triệu đi. Đúng không? Đầu tư vô đây 500 triệu luôn là mình còn 1 tỷ rưỡi. Biết đâu hên mình mở ra được lục đạo đồ sao đúng không? Rồi ghép con tướng, con tá đồ này nọ làm sao? À, đầu tư là phải đầu tư cho lớn. À, chơi đi còn 1 tỷ rưỡi mà để nâng độ.
Sĩ tử xài cũng đủ rồi. Dạ. À, đấy cái đây nè, hình như ủa sao không đủ vàng? À quay một vàng khóa hả? Đồ đăng là đồ à đồ trang bị hả? Thôi tao cần tướng hơn. Nhưng mà hồi nãy giờ chưa thấy luôn á nha. Đồ cho tỷ lệ cũng hơi khấp khá. Quay nãy giờ ra toàn đan dược này nọ, mảnh ghép hình như cũng hiếm nữa. Đây thôi để rảnh thì vô quay. Chứ giờ quay chắc cũng không có gì đâu. Đậu xanh nè. Đó quay chắc phải quay nhiều mới ra chứ quay ít đâu ra được. Đang ấy xếp rồi đây kích hoạt đột phá hả? Chứ không phải là ghép được một con hả? Ôi trời ơi. Rồi vậy chúng ta vô shop ha. Đây shop nè. Shop bán đủ thứ. Tìm đạo cụ. Đó. Kích hoạt thẻ tứ cam. Ơ cái này là phải nạp rồi. Xu này đậu xanh nè. Tìm nhẫn giả. Rồi tìm hàng ngày. Hàng ngày có gì trong này? Ơ đây nè có cái tiệm ok. Rồi mua luôn cái hẻm này luôn. Đó. Cái hẻm này là mình có thể kích hoạt cái gì ạ? Ủa? Khoan. Em còn chưa biết cái hẻm đó kích hoạt cái gì nữa, lỡ mua rồi. Đây. Dùng cho màu cam nhẫn giả tư chất thăng cấp. À, thăng cấp mấy nhẫn giả. Dùng cho ảo thuật tiến cấp nhẫn giả. Ôi giời ơi. Ok, ảo thuật tiến cấp nhẫn giả thôi. Ta tưởng nó mua về là đổi được một con tướng. Rồi, mua hàng ngày nè. Hồi nãy là hàng tuần nè. Hàng tuần chắc sẽ ngon hơn chứ đúng không? Thánh linh quả. Sau khi dùng phục dụng tức sẽ sinh hạ lục đạo. Ghê hả? Sinh hạ có được lục đạo hả? Lập liền. Trời trời, đồ trong này đồ ngon không mà heo không biết xài các bạn ơi. Ừ, không biết xài. Heo cũng không có chơi cái này giỏi nữa nên là không biết ha. Anh em nào có chơi thì vào tìm hiểu thêm nha các bạn. Link heo để dưới phần mô tả nha. Rồi, danh hiệu, danh thiết gì nè. Đâu rồi. Đó. À, ok, mua cái danh hiệu đó về nâng mấy cái kích hoạt cái này lực chiến nó cũng lên nè anh em. Đó, rất nhiều luôn. Rồi, pháp bảo nào? Đây, chế tạo hả? À, ok. Rồi. Phân rã. Ủa, tự nhiên không đem nó vô đây, tự nhiên phân rã làm gì? Đồ lô thiệt chứ. Rồi, ok. Ôi nhưng mà pháp bảo cũng bắp quá. Rồi, ok nha. Anh em nào có chơi thì vào tìm hiểu thêm ha. Đó, kim nguyên bảo rất nhiều luôn. Ok. Server mới sẽ được open vào 13 giờ ngày 4 tháng 12 ha. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.